bình an mạnh khỏe. Alo hả? Alo Hắc Ly hả? Siri đâu rồi? Cho tao nói chuyện với Siri đi. Trời ơi, Mai Chi đó hả? Mày chết đâu vậy hả? Tao ở đâu không có quan trọng. Siri đâu? Cho tao nói chuyện với nó, tao nhớ nó quá à. Mày về lẹ đi, con nhỏ vô bệnh viện được kìa. Về đây. Mai Chi, Mai Chi, có chuyện gì vậy em? Mai Chi, nè, Mai Chi, có chuyện gì vậy em? Hả? Sao vậy? Có chuyện gì bình tĩnh nói anh nghe coi nào. Em là người mẹ xấu xa, em là người mẹ tội, em đã không thương con của em. Em phải về Sài Gòn. Mai Chi, Mai Chi, sao đi có chuyện gì vậy em? Sao đi đang cấp cứu ở trong bệnh viện đó anh. Nè, em đừng lo lắng quá. Siri là con em, cũng là con anh. Chúng ta hãy cùng nhau lo cho Siri nha. Đi, anh sẽ đưa em đi. Siri, con có sao không con? Ủa, bà xã? Con bị làm sao vậy nè Siri? Mẹ, mẹ xin lỗi con. Mẹ, sao mẹ đi lâu quá vậy? Siri nhớ mẹ lắm đó. Mẹ cũng nhớ con lắm, mẹ xin lỗi. Mẹ hứa mẹ không bao giờ mẹ bỏ con đi như vậy nữa. Tha thứ cho mẹ nha Siri. Mẹ nói mẹ đừng nói đi như vậy nữa nha. Mẹ biết rồi. Ba cũng nhớ mẹ nè, ông ngoại cũng nhớ mẹ nè, ai cũng nhớ mẹ đó. Mẹ biết rồi, mẹ không bao giờ bỏ Siri của mẹ một mình nữa hết. Siri của mẹ giỏi, mau khỏe bệnh về với mẹ nha con. Dạ. Cảm ơn anh. Con mà có mẹ thời nào, cái mẹ chết quá Siri. Tất cả là lỗi tại anh rồi. Tại anh bỏ bê Siri nên mới xảy ra chuyện như vậy. Siri, mau hết bệnh nha con. Con về nhà với mẹ. Con muốn ăn cái gì mẹ cũng làm cho con ăn hết nha con. Mẹ, mẹ làm bánh lăng cho con ăn nha. Bánh gì mẹ cũng làm hết. Mẹ làm cho con 100 cái bánh lăng luôn nha. Dạ. Siri, có đau đâu nữa không con? Dạ. Bà xã, em về là tốt rồi. Siri của mẹ ngoan, mau hết bệnh mẹ thương nha con. Dạ. Em à, em yên tâm đi, con bé không sao đâu. Anh vừa hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói con bé chỉ bị thương nhẹ một chút và hơi chấn động thôi. Thôi, em để cho con bé nghỉ đi. Anh kia, không đi làm sao? Ở đây bé Siri để cho Mai Chi trông được rồi. Cho anh được tự nhiên chứ gì? Tôi không có ý đó. Không có ý đó. Vậy anh có ý gì? Hả? Thưa quý vị, anh về nhà trước đi. Có em với bà Siri ở đây là được. Được rồi, anh về trước đi. Tôi sẽ đi. Tôi chấp nhận thua anh. Không phải vì anh thắng thế, mà vì anh tìm được Mai Chi và ở bên cạnh cô ấy lúc cô ấy cần nhất. Còn tôi không đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Tôi luôn trốn tránh sự thật này. Tôi chấp nhận.
tôi sẽ đi. Thôi, anh qua công ty đi, xem công việc thế nào. Có gì gọi điện cho anh biết nha. Dạ. Qua công ty, anh không biết chuyện gì sao? Sao? Có chuyện gì? Dự án gia vị mới sụp đổ rồi. Truyền hình đưa tin tùm lum. Anh không hay biết gì hả? Không. Nhưng tại sao có chuyện đó? Tập đoàn tổ chức tiệc chiêu đãi, lo sản phẩm gia vị mới. Người ta ăn vô là bị ngộ độc. Biết bao nhiêu người đang cấp cứu trong bệnh viện. Công an cũng đang điều tra đây. Nhưng tại sao lại như vậy? Dự án này do anh phụ trách mà. Tại sao lại để chuyện đó xảy ra? Tôi qua công ty đây. Anh đi nha. Tổng giám đốc đi làm cho. À, sếp, hồ sơ về vụ ngộ độc đã thu thập đầy đủ rồi ạ. Ông gọi ông Hùng cho tôi. Dạ. Yeah. Anh về rồi à? À, tốt quá. Anh đã nghe cái vụ ngộ độc rồi phải không ạ? À? Tình hình nghiêm trọng lắm. Ban quản lý thực phẩm đã cho niêm phong toàn bộ các cái sản phẩm gia vị mới rồi. Cái hôm mà xảy ra chuyện là báo chí đòi gặp anh, mà anh không có mặt ở đây cho nên tôi đã thay mặt anh giải quyết mọi chuyện ổn thỏa rồi. Xem ra là ông có thể thay thế tôi làm hết mọi chuyện nha. À dạ sao? Đó, tôi đang khen ông đó. Ông làm giúp tôi nhiều việc như vậy, tôi phải cảm ơn ông chứ. Rồi, cái chuyện ngộ độc này sao? Nguyên nhân là cái gì? Dạ, xin anh đừng có quá lo lắng. Cơ quan chức năng cũng đang điều tra. Tôi cũng đang cho người điều tra. Rồi sẽ sớm báo kết quả cho anh thôi. Để tránh làm lớn chuyện với báo chí cho nên tôi đã thương lượng bồi thường thiệt hại cho bên nạn nhân rồi. Tôi biết ông sẽ làm như vậy. Được rồi, cảm ơn. Dạ. Sao? Còn chuyện gì muốn nói với tôi nữa hả? À, dạ không. Tại vì lâu quá mới thấy tổng giám đốc quan tâm tới công việc của công ty. Dạ. Cho nên tôi rất vui. Dạ, nếu mà hay điều này, chắc ông bà chủ tịch cũng rất vui đó ạ. À. Ông cũng rất vui vì xảy ra cái vụ ngộ độc phải không? À, dạ, sao anh lại nói như vậy? Thực sự là tôi đang rất lo lắng. Mà các cổ đông cũng vì chuyện này mà rất là bất bình. Họ đòi chúng ta phải tổ chức ngay cuộc họp cổ đông bất thường đó. Được rồi. Cái việc gì cần làm thì ông làm cho lẹ đi. À, dạ. Chào anh. Làm giúp tôi vài việc này. Anh nhất định phải làm tôi thất vọng như vậy sao? Bà xã, em à, không phải như vậy đâu. Hay là anh nghĩ những chuyện anh gây ra tôi vẫn chưa đủ thất vọng? Không phải đâu, em tin anh đi. Tin anh? Vậy tôi sẽ cố gắng hết sức để tin anh. Anh nói đi, anh đã làm cái trò quái quỷ gì vậy hả? Anh không biết. Thật sự là anh không biết gì hết á. Em tin anh đi, dù chỉ một lần này thôi. Mặc dù bây giờ anh biết, đối với em anh không còn chút niềm tin nào cả. Tôi đang nghe nè, anh nói tiếp đi. Anh đã cố gắng hết sức. Anh đi tìm em, nhưng anh vẫn phải đi làm. Bởi vì anh nghĩ dự án gia vị đó rất có ý nghĩa với em.
nên anh đã dốc hết sức cho nó. Anh muốn em vui. Anh nói gì? Dốc hết sức hả? Dốc hết sức thì tại sao xảy ra ngộ độc được? Anh không biết. Tôi xin anh, anh hãy nói thiệt cho tôi biết đi. Anh đã làm cái gì? Lúc người ta làm, anh có kiểm tra, anh có giám sát không? Tại sao dường như anh cũng phải để tôi nhắc hết vậy hả? Có chứ. Cả ngày lẫn đêm anh ở trong đó làm việc với người ta mà. Vậy thì tại sao lại xảy ra như vậy? Chết rồi. Tại sao anh vô cớ bỏ việc? Điện thoại thì không liên lạc được, lý do như thế nào? Tôi có việc riêng cần giải quyết. Anh đã thiếu trách nhiệm để xảy ra chuyện ngộ độc. Việc này công ty sẽ xử lý sao? Chúng tôi đã triệu tập anh lên đây, anh đã biết chuyện gì rồi chứ? Không, tôi chả biết chuyện gì cả. Anh có liên quan gì tới vụ hối lộ? Vụ hối lộ nào hả? Anh nói gì? Tôi không biết. Chúng tôi đã có kết quả, chứng cứ đầy đủ, anh đừng có chối cãi nữa. Kết quả Cocomi 90g to hơn 20%, giá 4.500. Quả nào? Chứng cứ gì? Anh đã ám hại và vu oan cho anh Đại Phong nhận hối lộ. Anh Phát Tài đã thú nhận với chúng tôi hết rồi. Chúng tôi còn biết được trước đây anh đã xử ép và buộc anh Đại Phong phải nghỉ việc. Còn cái chuyện vợ anh đã đem tài liệu camera ra khỏi công ty nữa. Sao? Tôi nói vậy có đúng không? Anh trả lời đi. Trả lời không được chứ gì? Tức là thừa nhận rồi phải không? Ai là chủ mưu? Không phải tôi. Vậy chứ là ai? Đưa vào sản xuất rồi à? Ồ, tốt quá. Rồi, vài ngày nữa tôi sẽ ghé qua bên đó. Chào. Dạ thưa anh, có trưởng phòng nghiên cứu muốn gặp anh ạ. Cho anh ta vào. Ngồi đi. Mấy hôm nay cậu biến đi đâu vậy? Đừng có nói với tôi là đi hưởng thụ tình yêu nghe. Anh nói đi, tại sao có vụ điều tra đó? Chuyện đó là như thế nào hả? Chẳng phải tôi đã nói với cậu là cứ kiên nhẫn chờ đợi hay sao? Anh muốn tôi nhận hết tội về mình sao? Tôi phải chờ bao nhiêu lâu đây? Thì có còn bao lâu nữa đâu. Cậu không thấy là cờ trong tay ta đang phất hay sao? Cờ nào? Tay ai? Tôi thấy tất cả đều nằm trong tay anh đó chứ. Xin lỗi, tôi biết nói như vậy là thất lễ, nhưng tôi cũng biết nhiều bí mật liên quan đến anh lắm đó. Nè, cậu định uy hiếp tôi hả? Xin lỗi, nhưng đúng là như vậy đó. Vụ ngộ độc này tất cả là do ông làm đúng không? Nè, cậu đừng có tưởng cái đầu óc nhỏ nhoi của cậu có thể làm hỏng kế hoạch của tôi. Cậu định đấu lại với tôi hả? Coi chừng gãy cánh đó. Tôi không muốn mất một người thân tín đã đi với tôi lâu năm như cậu đâu. Cậu tin tôi đi, tôi sẽ không để cho cậu thiệt thòi đâu. Tôi đâu phải là con nít đâu mà đến nước này cậu để ông Vũ. Bình tĩnh đi. Người ta không chết vì bị thương mà có thể chết vì mất bình tĩnh đó. Cậu không hiểu con người của tôi sao? Ngày mai ăn cơm với tôi nha. Hey, con vô lớn. Có chuyện lớn rồi kìa. Chuyện gì? Chuyện liên quan tới anh đó.
có kết quả điều tra về vụ ngộ độc thực phẩm rồi hả? Không phải, chuyện này quan trọng hơn. Sếp Vĩ bữa nay đi làm rồi, vừa mới bước lên là bị kéo vô phòng điều tra ngay. Chuyện đó có gì đâu. Trời, không có gì đâu hả? Tôi nói cái chuyện này là có liên quan tới anh mà. Mắc mớ liên quan tới tôi. Đừng vô lớn, anh chậm tiêu quá. Thì cái chuyện anh bị vu oan đó, bây giờ tất cả mọi chuyện sáng tỏ rồi. Mọi chuyện là do sếp Vĩ xúi ông Phát Tài làm hết. Anh nói như vậy là sao? Có thật không? Bộ mặt tôi giống nói dối lắm hả? Cái gì? Sếp Vĩ cố tình hại Đại Phong sao? Không phải chứ. Chứ sao gì kỳ vậy? Sếp Vĩ đâu phải là người như vậy đâu. Sao biết được? Quả hổ quả bì nan quả cốt. Ê, còn vô lên, đi đâu vậy? Anh nói đi, vụ vu oan cho tôi là do anh làm đúng không? Đúng không? Tôi có làm sai, công ty sẽ khiển trách tôi. Anh lấy tư cách gì mà hạch hỏi tôi hả? Tư cách hả? Anh có biết là tôi chịu bao nhiêu khó khăn qua cái vụ đó không? Đó là chuyện của anh, không có liên quan đến tôi. Không liên quan? Vậy thì tại sao anh muốn triệt hạ tôi? Đủ rồi đó, anh đi ra khỏi phòng tôi. Anh không nói, tôi không đi đâu hết. Được, tôi sẽ nói cho anh biết. Anh ngây thơ quá. Ra chiến trường còn hỏi tại sao rút súng ra bắn nhau hả? Anh muốn bắn tôi chứ gì? Đúng. Nhưng người trúng đạn cuối cùng là ai? Là tôi đây nè. Anh thỏa mãn chưa? Hả? Mẹ, mình về nhà được chưa mẹ? Tạm thời mình ở nhà ông ngoại hả con? Ủa? Sorry, sao khóc vậy con? Con còn đau ở đâu hả? Nói cho mẹ nghe coi. Mẹ sắp ly dị với nhau rồi đúng không? Ủa? Ai nói cho con nghe vậy Sorry? Mẹ con nói á. Thì ba mẹ nói giận nhau rồi ba mẹ nói ly dị với nhau rồi. Không có chuyện đó đâu con. Bạn con nói bậy á. Con đừng có nghe lời ha, không có chuyện đó đâu con. Sao mẹ sao mẹ giận quá? Thì mày giận ba là mày giận tạm thời thôi, chứ sau này gia đình mình sẽ bình thường ha con. Đừng có khóc. Mẹ tha thứ cho ba chưa? Mẹ đã tha thứ cho ba rất là nhiều lần, nhưng mà chuyện lần này ba con gây ra khó tha thứ lắm Sorry à. Khi bạn dẹo con cũng muốn nghỉ chơi bạn đó thôi. Con khó mà bỏ qua lắm mẹ. Cỡ 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ con mới tha thứ cho bạn đó được. Vậy rồi trong 1 tiếng 2 tiếng đó con suy nghĩ gì Sorry? Con có bạn đó con cũng rất là buồn. Mà bạn đó không có con bạn đó cũng rất là buồn. Ba mẹ cũng vậy mà. Ba nói ba rất là hối hận đó mẹ. Siri à, mẹ xin lỗi. Nhưng mẹ hứa với con, mẹ sẽ cố gắng. Mẹ sẽ cố gắng Siri à. Nhưng mà con cũng phải hứa với mẹ, con không được suy nghĩ đến chuyện này nữa. Đây là chuyện của ba mẹ, để ba mẹ lo, con biết không? Dạ biết. Bây giờ mình qua nhà ông ngoại nha. Để ông ngoại ở nhà một mình, ông ngoại buồn lắm á. Dạ. Sao hai mẹ con về không nói anh? Để anh đưa về cho an toàn. Sorry, chào chú đi con. Con chào chú. Chú chào con. Vậy con còn nhớ chú không? Dạ con còn nhớ mà chú không có còn nhớ con. Sorry. Thôi hai mẹ con đi về đi. Để anh đưa về ha. Vậy là mẹ hết tốn tiền đi xe ôm rồi. Thank you.
con. Mẹ mở cửa chưa? Giỏi quá ta. Xách cái giỏ vô cho mẹ nè. Con để đây. Con đi vô đi. Cảm ơn anh đã chở hai mẹ con em về. Sao khách sáo quá vậy? Người cảm ơn phải là anh mới đúng chứ. Hãy để cho anh được chăm sóc Seri mỗi ngày nha. Anh nói vậy để em phải cảm ơn anh một lần nữa đúng không? Em có tin anh không? Em có tin là anh sẽ đem lại cho em cuộc sống hạnh phúc không? Có chứ. Từ trước giờ em vẫn tin anh sẽ là người mang lại hạnh phúc cho em mà. Và chính bản thân em cũng rất muốn nhận hạnh phúc đó. Thôi, mà hình như em thấy ông trời không cho em cái quyền đó thì phải. Anh có thấy vậy không? Sao em lại nói vậy? 10 năm, 10 năm qua em như sống trong một thế giới khác. Cái thế giới mà em đã lựa chọn. Thế giới của em. Mặc dù cái thế giới đó chẳng mang đến cái gì tốt đẹp cho em hết, ngoại trừ đau khổ, thất vọng và bây giờ thêm sự sụp đổ nữa. Nhưng đó là trước đây. Trước đây em đã sống trong thế giới đó thì em phải chịu. Còn bây giờ em đã bước ra rồi, em phải đón nhận một cuộc sống mới. Cuộc sống đó có anh, có em, có bé Seri. Chúng ta hãy cùng nhau vun đắp một cuộc sống hạnh phúc nha. Em tỉnh lại đi. Sao em cố chấp quá vậy? Chẳng lẽ cuộc sống đó chưa đủ đem lại cho em bất hạnh hay sao? Mà cú sốc vừa rồi em vẫn chưa tỉnh ngộ ra hả? Đối với cú sốc lần này, nó khiến em thật sự suy sụp. Nhưng mà em cũng phải cảm ơn nó. Vì nhờ đó mà em nhận ra được một điều. Điều gì? Em biết em là ai. Thôi em vô đây. Nói à, anh xui. Cái gì thì cứ nói. Dạ anh xui là cái chuyện này. Tôi qua đây. Bà chị lắm rồi. Người ta trẻ, người ta ẻo được. Chị già lắm rồi. Ẻo ẻo khó chịu lắm biết không? Nói đi. Dạ. Thiệt ra đó, hồi trước tới giờ tôi cũng có nhiều lúc không phải với con dâu. Nhưng mà cái tật anh ơi, bỏ không có được. Miệng nói vậy thôi chứ trong bụng thương con, thương cháu dữ lắm. Bữa nay tôi qua đây nhờ anh xui khuyên dụng dâu tôi đi về bển. Thằng Đại Phong nhà tôi á, mới có lỗi với vợ nó lần một hả? À. Một lần mà không có thành ý. Thành ý. À có. Đây em xui. Thành ý. Tôi không phải nói chị, mà tôi nói thằng con chị á, nó biết lỗi tại sao nó không qua đây xin lỗi. Có, nó có qua anh. Nó sợ quá đứng ngoài kia. Nó không dám vô. Tội nghiệp lắm anh. Nó sợ vợ nó la. Rồi nó sợ anh la rầy nó rồi mất mặt tôi. Thành ra nó không có dám vô, đứng chờ ngoài á. Anh xui à, chuyện lỡ rồi, mũi dại lái chịu đòn, con dại cái mang. Xin anh xui khuyên giùm dâu một tiếng. Tôi biết dữ lắm luôn á. Cái chuyện này xảy ra con dâu tôi nó đau lòng lắm anh xui. Con dâu tôi đau thôi anh đập chi cho đau tai vậy. Tôi thấy chị có thành ý. Dạ. Yeah. Chị giác cái thân chị qua đây xin lỗi. Tôi là người lớn mà. Dạ. Yeah. Chấp nhất ba chiêu chuyện nhỏ vậy. Yeah. Quan trọng là hạnh phúc của con mình kìa. Yeah. Người mà chị ai không làm lỗi. Yeah, đúng. Trong đúng. Đó có chị với con chị nữa. Dạ thăm ý anh xui tôi hiểu mà. Yeah. Nhưng mà còn anh xui thì sao ạ? Tôi thì không có nói mà tôi hành động không. Chị nhìn kìa, qua ly sẵn sàng. Ủa anh bỏ nhà ra đi hả? Tôi đi tới ông nội thôi, đi đâu gì? Tôi chuẩn bị cho con Mai Chi nó về bên chị đó. Ủa gì hả anh xui, trời ơi anh tốt quá.
tôi nói thiệt với chị nha. Dạ. Hai đứa mình làm xua gần 10 năm. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Bữa nay tôi mới thấy chị được. Hiền lành dễ thương. Dạ. Vậy đi. Ý anh nói hồi đó giờ tôi giữ. Mình cứ giữ vậy đi nó mới gần nhau được. Dạ. Ha. Dạ. Mẹ ơi, ông ngoại mà nội kỳ quá. Sao kỳ con? Bà nội không có xí xộn mà ông ngoại xí xộn. Là sao? Mẹ không hiểu. Con nói vậy mẹ cũng không hiểu hả? Mấy chị, sao đây? Ra ngoài biểu coi. Cháu nội, trời ơi, bà nội nhớ con đứt ruột đứt gan con ơi. Nhớ nội không? Nhớ. Mẹ. Ờ con. Chào bà nội. Ừ. Dạ. Thôi bây giờ ba sẵn sàng chuẩn bị cho con hết rồi đó. Về với chị Xui đi con. Đúng rồi con. Về đi con. Anh Xui nói đúng đó. Con về bển đi con, hành hạ nó kiểu nào cũng được hết trơn á. Riêng cái chuyện này á, mẹ đồng tình với con mà. Mẹ, về đi mẹ nhớ ba lắm. Mẹ về đi, về với ba đi. Về đi con. Mẹ nghĩ mẹ luôn á. Vậy tôi không có nhà sao? Cổ đi một tuần rồi. Cổ nhờ tôi qua trong nhà giùm. Ủa mà cổ đi bộ cậu không biết sao? Ờ tôi biết rồi. Chị cứ làm việc của chị đi. Cô đi đâu vậy? Cô không về nhà sao? Không. Em không về đâu. Em sẽ không bao giờ về cái nhà đó nữa đâu. Em quyết định rồi sao? Phải. Mọi chuyện anh cứ để luật sư lo. Chúng ta không cần gặp nhau nữa đâu. Hoa Hồng à, anh xin lỗi em. Thời gian qua anh đã đối xử với em không tốt. Chưa bao giờ em nghĩ là em cần lời xin lỗi của anh. Nhất là bây giờ. Cứ nghĩ à, em không còn bất hạnh. Tại vì em đã bất hạnh 10 năm rồi. Bà xã, em uống nước hả? Để em rót cho. Thôi được rồi. Để em rót cho mà. Nước nè bà xã. Nước nè, ở đây nó hết rồi. Anh làm cái gì vậy hả? Bà xã. Bà xã. Nghe anh nói một chút có được không? Tôi với anh còn gì để nói nữa chứ. Em à, nghe anh giải thích một lần đi. Tôi đã quá hiểu con người anh rồi. Anh còn muốn giải thích gì nữa? Em à, em hiểu lầm rồi. Không phải như vậy đâu. Không phải như vậy là cái gì? Anh là người đau một lòng một dạ đúng không? Nếu như anh là người một lòng một dạ thì đàn ông chung thủy đi trên đời gọi là cái gì? Bà xã à, thực sự là anh không biết phải giải thích thế nào cho em hiểu. Nhưng thực sự là anh không có phản bội em đâu bà xã. Rồi, anh không phản bội. Bà xã, nghe anh giải thích một lần đi bà xã. Anh tính đi đâu vậy? Tôi cấm anh từ nay bước vào phòng ngủ của tôi nghe chưa? Bà xã, nghe anh nói đi bà xã. Tôi không có giỡn với anh. Bà xã, bà xã, nghe anh nói đi. Anh không phải muốn thanh minh đâu bà xã. Thank you.
Siri. Dạ. Bữa nay cho ba ngủ với con nghe. Giường con nhỏ xíu mà ba cũng đòi ngủ chung luôn nữa. Siri, cả con không cho ba ngủ chung hả? Ba cứ yên tâm ngủ đi. À, mà ba có tật ngủ ngáy to lắm đúng không? Ba làm ơn chú ý giùm con một chút được không? Ừ. Có tiếng ồn rồi con không ngủ không có được. Ba sẽ lưu ý mà. Bé cưng à, ngủ ngoan nha. Khi nào mà nghe tiếng ba ngáy cũng đừng có thức dậy nha. Chúng mình phải chịu khó một chút, khi nào mẹ tha thứ cho ba mới được. Anh đi làm nha. Anh đi đi. Anh vui vẻ đó. Đi đi. Đi nha. Đi nha. Ủa chị, anh đó là ai đẹp trai vậy chị? Thôi lo đi làm đi. Nhiều chuyện quá. Đúng. Chào ba. Sếp, tôi vừa nghe tin bên công ty Thế Kỷ đang chuẩn bị tung ra gia vị mới, cũng làm từ nguyên liệu thiên nhiên. Tiếp đi. Nhưng mà cho dù họ làm nhanh cỡ nào, để nghiên cứu ra loại sản phẩm này cũng phải mất đến mấy tháng. Sai rồi. Sao à? Tôi chắc chắn á, bên họ đã có tư liệu của chúng ta. Tôi nghĩ là anh rất giỏi trong mấy cái việc trinh thám rồi chứ. Tôi đã có một số chứng cứ quan trọng. Khi nào có kết luận chính xác, tôi sẽ báo cho anh. Nè, cái này là bí mật nha. Phải giữ bí mật tuyệt đối á. Dạ, tôi biết mà. Ủa, mẹ. Con đang tính kiếm mẹ thì mẹ đến đây. Con hay quá con trai ha. Con đang làm cái trò gì vậy? Tự ý ly hôn rồi biến đi mất biệt. Bao nhiêu chuyện rắc rối ở công ty, không liên lạc được với con là sao? Bộ con tính làm cho ba mẹ tức chết con mới vừa lòng hả? Con đang rất nghiêm túc. Cuộc đời của con chưa bao giờ con nghiêm túc như vậy hết. Ly dị là cái chuyện rất tốt cho con và vợ hơn. Mẹ tin con đi. Thôi được. Mẹ không bàn cãi với con chuyện này nữa. Rồi còn việc rắc rối công ty con tính sao đây? Con biết phải làm gì mà. Con nghĩ mẹ già lú lẫn rồi con không muốn bàn bạc gì tới bà mẹ khó chịu này nữa phải không? Mẹ... Sao mẹ nói vậy? Mẹ của con á là số 1, rất là giỏi. Nhưng mà cái chuyện gì con cũng báo với mẹ thì đâu ai biết con thông minh đâu. Được rồi, mẹ tạm tin con. Tối nay con về thăm ba con đi. Ba con đang bị tăng huyết áp và được bác sĩ theo dõi nhà đó. Tuần này chắc không được mẹ ơi. Con bận quá. Để tuần sau con coi xem. Chi? Kêu sao không nói? Cho tôi xin lỗi. Bây giờ chuyện của bà tính sao kìa? Tính sao? Thì là vậy thôi. Vậy là vậy sao? Phải nói cụ thể cho người ta biết chứ. Chứ bà không thấy hả? Số phận nó gắn bó tụi mình lại với nhau. Có chung với nhau quá nhiều thứ, quá nhiều điều. Nghĩ gì mà không nhiều. 12 năm chứ có ít gì. Cái gì? 15. Bà khùng rồi hả? Từ lớp 1 tới lớp 12 mà 15 năm. 3 năm mẫu giáo đâu còn đồ đầu tôm. Cái đó cũng tính nữa hả? Ừ. Thì 15 năm.
Mọi người tin động trời rồi kìa. Sếp Vĩ bị đình chỉ công tác. Có lộn không chứ? Cái gì? Sếp bị đuổi việc sao? Ừ. Có lộn không vậy? Không có lộn. Mọi người mở mail kiểm tra đi. Coi xem. Nè đúng không? Ông định làm cái trò gì vậy? Ông định giữ mặt với tôi phải không? Alo? Alo? Ê, không biết lúc chết á bà có nghĩ gì không chứ? Lúc đó tôi hiểu ra là tụi mình gắn bó nhau lắm. Dù là cái ghen ghét nhau, ganh tị lẫn nhau. Ê, thôi khỏi phải cắn rứt nữa. Bà nói như vậy là tôi mừng rồi. Thôi đi. Kể ra từ bây giờ bà nên kêu tôi bằng thầy mới đúng. Vậy là bà sẽ giúp tôi trở thành nhà thiết kế thời trang đúng không? Cũng được. Kể từ giờ Mai Chi này sẽ trở thành nhà thiết kế thời trang, và hai chúng ta sẽ cùng nổi tiếng. Mai Chi xinh đẹp và Dịch Bầu xấu xí sẽ trở thành lại một đôi bạn thân. Dịch Bầu thành Thiên Nga rồi. Không, tôi chỉ muốn kêu bà là Dịch Bầu xấu xí của tôi thôi. Dịch Bầu xấu xí. Lâu không gặp, em khỏe không? Em ổn. Anh uống gì? Cho anh một ly cam vắt. Trước giờ anh vẫn ghét uống cam vắt mà. Dạo này thì ngày nào anh cũng uống. Anh thay đổi nhanh thật đấy. Ừ. Chứ anh cũng không hiểu anh làm sao nữa. Thôi nói chuyện của em đi, em sống thế nào? Em cũng đang chuẩn bị đi đây. Em đi đâu? Đến một nơi khác, một nước khác. Cảm ơn. Chỉ có đi khỏi nơi này em mới bắt mình không quay đầu trở lại được. Em có cần anh giúp gì không? Em không sao. Anh đừng lo. Anh chỉ mong cho em được hạnh phúc. Dạ Hân nè, anh khuyên em là từ bây giờ trở đi á, đừng bao giờ yêu người không thể yêu mình nhé. Dạ nhưng mà hồi em mới gặp anh nói với em câu này thì tốt biết mấy. Nhưng không sao đâu, em không hối hận. Thực ra hôm nay em gặp anh là muốn nói với anh một chuyện. Chuyện gì em? Trước khi đi em muốn chuyển một nửa số cổ phần của em cho Đại Phong. Anh giúp em làm chuyện này được không? Anh, tình Tuấn Dĩ đó dám phản ứng với anh như vậy sao? Cũng không trách cậu ta được. Nhưng mà thực sự phải hy sinh một người thông minh như cậu ta, anh cũng tiếc lắm. Tiếc thì cũng tiếc thật đó. Để lại thì chỉ có hại thôi. Bà xã anh đúng là thông minh nha. Đương nhiên rồi. Lớp dinh dưỡng theo ca bồi cuốn